Thưa quý vị, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực và thế giới, lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam vẫn đang được kiểm soát, số ca mắc ghi nhận thấp và hiện chưa ghi nhận biến thể mới, bất thường. Để kiểm soát hiệu quả bệnh COVID-19, Bộ Y tế đã xây dựng các phương án đảm bảo công tác y tế trong tình huống dịch khi mà có biến chủng mới nguy hiểm. Để phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm thì các bệnh và các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp Cục Y tế Dự phòng khuyến cáo người dân đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế, trên các phương tiện công cộng và tại các địa điểm tập trung đông người. Thường xuyên rửa tay bằng nước sạch, xà phòng hoặc là dung dịch sát khuẩn tay, xúc miệng, tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng, che miệng và mũi khi mà ho hoặc hắt hơi.